Thấy cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An đang khởi động. Bóng bổng. Nguy hiểm. Một tình huống rút phạt thành bàn từ chấm phạt góc. Rất bất ngờ. Và 2-0 dành cho các thủ SHB Đà Nẵng. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Không có một điểm chạm nào được tạo ra và đó là tình huống sút phạt thành bàn từ chấm phạt góc tới từ phía cao thủ SHB Đà Nẵng. Tuấn Minh là người đã có được pha phạt góc thành bàn ở pha bóng vừa rồi. Một đường cong đã được tạo ra. Và vừa rồi thì thủ thành Trung Nguyên cũng đã có động thái để có thể can thiệp. Tuy nhiên Trung Nguyên với nỗ lực của mình đã không thể có được tình huống chạm bóng ở pha cản phá. 2-0 dành cho SHB Đà Nẵng ở phút thi đấu thứ 56 của trận đấu.